Xin chào các bạn, tôi là Mai Hiên, nhân viên hỗ trợ online tại trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web. Đây là một trung tâm đào tạo hàng đầu Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như là sale marketing, bán hàng online hay là thiết kế website. Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đầy nhiệt huyết, sáng tạo, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, thì khi đến với Duy Anh Web, các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn mong đợi. Hôm nay tôi sẽ làm một số video chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng online của cá nhân cũng như là những kinh nghiệm, những bài học về bán hàng online của trung tâm đào tạo marketing Duy Anh Web tới các bạn để các bạn có thể kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Hiện nay thì các bạn không còn xa lạ gì với các hình thức bán hàng trên các trang mạng điện tử hay là trang Facebook đúng không ạ? Vậy thì như các bạn đã biết thì những trang Facebook, Zalo hay là Instagram là những trang mạng xã hội công cộng, thì những người truy cập vào sẽ có là ngoài khách hàng truy cập vào để tìm kiếm thông tin sản phẩm, thì sẽ có những người là đối thủ của các bạn truy cập vào để tìm kiếm khách hàng hay là cướp khách hàng của bạn. Vậy thì làm sao để các bạn có thể quản lý được việc chống cướp khách hàng khi mà các bạn bán hàng online? Trong video này các bạn hãy theo dõi và để cho tôi có thể chia sẻ cho các bạn một số cái bí quyết để quản lý việc chống cướp khách hàng khi bán hàng online nhé. Muốn bán hàng online thành công thì ngoài việc sản phẩm của bạn phải chất lượng, thì bạn còn phải biết quản lý làm sao để cho khách hàng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của bạn. Đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi bắt đầu cũng như là đang bán hàng online. Vậy làm thế nào để có thể quản lý bán hàng online một cách tốt nhất? Điều đầu tiên mà tôi muốn nhấn mạnh tới các bạn đó là việc các bạn hãy quản lý đồng bộ từ online đến offline. Việc quản lý bạn cần phải được đồng bộ từ A đến Z, tránh các trường hợp khi mà khách mua hàng online nhưng khi đến cửa hàng của bạn thì sản phẩm lại hết hàng, hay là khi khách được tư vấn bởi nhân viên chăm sóc khách hàng hay là nhân viên telesale cung cấp là lượng hàng còn trong kho một cách không chính xác, thì chắc chắn những điều này sẽ làm cho khách hàng cảm thấy khó chịu và dần dần sẽ dẫn đến mất khách, đúng không ạ? Điều thứ hai là các bạn cần lưu ý, đó là hãy trả lời khách nhanh nhất có thể. Nếu như khách hàng đang thắc mắc về sản phẩm của bạn, bạn phải giải đáp ngay lúc đó nếu như có thể. Và khi khách hàng hỏi mà chưa nhận được câu trả lời thì họ sẽ tìm kiếm thông tin trên một trang web khác, trên Google hay là một thao tác rất đơn giản. Họ có thể click vào những website của đối thủ với cùng phân khúc sản phẩm của bạn. Như vậy là các bạn đã mất khách hàng, đúng không nào? Ngoài ra thì để phòng tránh những trường hợp bị mất khách khi mà khách inbox, tức là nhắn tin cho các bạn, thì các bạn hãy soạn sẵn nội dung mẫu để tự động trả lời. Đối với các website thì sẽ có mục là plugin tư vấn trực tuyến, tức là khi họ truy cập vào cái website của bạn thì sẽ hiện lên một cái ô chatbot để không cần trả lời tự động cho khách hàng. Còn đối với fanpage thì trong mục cài đặt tin nhắn, các bạn có thể soạn một tin nhắn trả lời mẫu sẵn. Đến với Duy Anh Web thì chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thiết kế website cho các bạn, sẽ có những cái mục trả lời tin nhắn tự động như vậy để đảm bảo cho các bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào của khách hàng và có thể trả lời một cách nhanh nhất có thể để khách hàng ở lại với website của bạn. Một việc cần lưu ý nữa đó là việc tác vụ mua hàng nhanh gọn. Tâm lý nói chung đó là không ai muốn chờ đợi gì cả. Đừng bắt khách hàng phải thao tác quá nhiều khi đặt hàng mua hàng online. Từ việc đăng ký này, nhập thông tin hay là về lựa chọn sản phẩm thì các bạn hãy làm thật đơn giản nhưng mà đầy đủ thông tin để khách hàng có thể mua hàng ngay, tránh việc đăng ký quá rắc rối hay là dẫn đến việc hủy đơn hàng. Sau khi giao dịch thành công thì các bạn hãy nhắc khách hàng điền đầy đủ thông tin hơn. Một điều vô cùng quan trọng nữa đó là việc giao hàng đúng hẹn. Những sản phẩm khách hàng có thể cần phải đến đúng hẹn thì nếu như mà các bạn giao chậm trễ thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Các bạn hãy lựa chọn những đơn vị giao hàng thật phù hợp và uy tín nhất nhé. Một điều quan trọng nữa đó là việc chống cướp khách trên trang fanpage. Việc bạn có một đội ngũ content thật hùng hậu và đầu tư hàng chục triệu vào chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo Facebook để mang lại lượng người dùng truy cập về fanpage của bạn, thì tuy nhiên khi mà khách hàng bình luận, comment đặt mua hay là cần được tư vấn trên fanpage thì lại bị đối thủ liên hệ trước và cướp khách một cách rất đơn giản. Vậy biện pháp cho điều này là gì? Đến với Duy Anh Web
Thì với những công cụ bán hàng trên Facebook toàn diện sẽ giúp các bạn quản lý những comment, những inbox khách hàng hỏi, hay là có thể ẩn tất cả những comment của khách hàng trên website của bạn để không cho người ngoài thấy, tránh việc đối thủ vào website của bạn thấy khách hàng comment hỏi và họ tìm cách lôi khách hàng về website của họ nếu như họ cùng sản phẩm. Như vậy thì các bạn sẽ mất khách, đúng không ạ? Vậy thì chúng tôi sẽ có thể cung cấp những công cụ bán hàng Facebook toàn diện giúp các bạn quản lý những comment đó, những inbox đó, và bên cạnh đó là còn ẩn tất cả những comment của khách hàng trên trang web của bạn không cho người ngoài thấy. Bên cạnh đó là có nhiều tính năng như là gắn tag, tạo đơn hàng hay là lọc khách hàng, phân tích kinh doanh, quản lý Zalo mà chỉ trên một công cụ. Rất là hấp dẫn và hiệu quả, đúng không nào? Ngoài ra thì trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web có những khóa học bán hàng online vô cùng chất lượng, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đầy nhiệt huyết và sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm trong nghề. Và đến với trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web thì các bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn mong đợi. Với môi trường học tập năng động, linh động, các bạn có thể đến học bất cứ khi nào các bạn có thời gian rảnh. Và liên tục, trung tâm đào tạo marketing Duy Anh Web thì liên tục khai giảng, vì vậy là phù hợp với lịch của các bạn. Dù là các bạn có thể là đi học vào thời gian rảnh hoặc là những sau giờ tan sở thì chúng ta vẫn có thể đến học, với chúng tôi có những ca học linh động phù hợp với thời gian mà các bạn đăng ký. Chỉ việc đến trung tâm đào tạo marketing Duy Anh Web, các bạn có thể đăng ký lịch học, và tôi xin lỗi, không phải là đăng ký lịch học mà là các bạn đăng ký học, nộp học phí và các bạn có thể đi học bất cứ lúc nào các bạn thích. Môi trường học tập thì vô cùng thoải mái, không hề áp lực, với mô hình là một kèm một, một giảng viên và một học viên, các bạn vô cùng yên tâm, không hề phải lo lắng. Các bạn sẽ được học và làm ngay trên dự án của mình dưới sự dẫn dắt của anh Duy Anh là giám đốc của trung tâm. Và học phí rất là rẻ, với một khóa học bán hàng online thì giá trị với 3,5 triệu đồng trên một khóa học. Và nếu như mà các bạn học ở các trung tâm khác thì có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Học xong khóa học thì bạn còn được nhận nhiều phần quà ưu đãi, như là được tặng website, tặng miễn phí website, miễn phí tên miền, hay là giảm giá các dịch vụ kinh doanh có tại đây. Chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho học viên có thể học và để áp dụng vào công việc bán hàng online hiệu quả nhất. Nếu như các bạn thấy video của chúng tôi, của tôi hôm nay thú vị và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Duy Anh Web để có thể đón nhận nhiều video hấp dẫn hơn nữa và bổ ích hơn nữa để có thể giúp các bạn bán hàng online hiệu quả, kinh doanh để thu được nhiều khách hàng, thu được nhiều lợi nhuận hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.